Ngài có tên thật là Ngài Trung Phong Minh Bổn. Ở triều đại nhà Nguyên bên Trung Quốc, Ngài là một vị mà đại triệt đại ngộ với Thiền Tông, nhưng mà sau này lại xiển dương về Tịnh Độ. Đặc biệt đó, Ngài thấy rằng cái thời mạt pháp này chúng sinh tu thiền đắc định giải thoát rất khó, cho nên đó, Ngài bắt đầu phối hợp kết hợp giữa Tịnh Độ và Thiền Tông để truyền bá. Và đặc biệt Ngài truyền bá bộ kinh A Di Đà. Bộ kinh A Di Đà Ngài truyền bá, Ngài mọi người chỉ tụng kinh A Di Đà thì tụng hoài, ngày nào cũng tụng như vậy, thì Ngài thấy là nó cũng không được, không thu phục được nhân tâm nhiều. Cho nên Ngài làm những bài khai thị vào, gồm có 15 bài khai thị. Hôm qua chúng ta tham dự có 15 bài khai thị của Ngài. Ba thời tụng kinh A Di Đà, chúng ta thấy là có gì? Có lễ Phật này, có tụng kinh này, có xưng tán này, có cúng dường này, và có sám hối nghiệp chướng khi về cuối của mỗi thời này, và có nghe khai thị, 15 bài khai thị của Ngài này. Và đặc biệt ấy, cái pháp này ấy, chúng ta biết rằng cái pháp Trung Phong này, lợi ích của nó là không thể nghĩ bàn được. Vì sao? Vì mười phương chư Phật, trong kinh A Di Đà nói rằng ai tụng kinh A Di Đà thì được mười phương chư Phật khen ngợi, xưng tán và bảo hộ. Đó. Không chỉ một Đức Phật mà mười phương Đức Phật đều phóng đại quang minh, hiện ra tướng lưỡi khen ngợi chúng ta, phóng đại quang minh để nhiếp thủ chúng ta, tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng ta, thậm chí là giơ cánh tay vàng để thọ ký cho chúng ta mà chúng ta không biết được. Bao giờ chúng ta vãng sinh, chúng ta có đầy đủ thần thông, đầy đủ con mắt tuệ rồi, có thiên nhãn rồi, chúng ta mới thấy được chư Phật, chư Bồ Tát ở chung quanh để hộ trì cho chúng ta khi tổ chức pháp hội hằng hà sa số. Các vị thần linh và vong linh về tham dự pháp hội với chúng ta, chúng ta có 4.000 người, nhưng ở thế giới tâm linh về gấp chúng ta hàng trăm nghìn lần. Cho nên vì sao mà chúng ta vào trong đạo tràng Trung Phong á, chúng ta thấy trang nghiêm. Vì sao chúng ta muốn ho còn không dám ho to? Vì cái uy lực của chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị thần linh, hộ pháp thiền thần xung quanh chúng ta vậy. Có những người ngang bướng lắm, về tham dự pháp hội một hai ngày, cái sự ngang bướng đó dần dần được giảm xuống rất nhiều. Năm 2013 chúng tôi xuống tổ chức cái pháp hội Trung Phong lần đầu tiên ở dưới cái chùa Đông Cựu ở dưới Xuân Mai á. Có một anh chàng trước cửa chùa rất là nghênh ngang, không bao giờ nhà trước cửa chùa nhưng không bao giờ tin Phật. Cái hôm chúng tôi xuống tổ chức, bắt đầu ngày đầu tiên vào bày đàn các thứ, anh ấy mặc mỗi một cái quần đùi, không mặc áo may ô, cởi trần vào. Tôi nhìn thấy tôi biết là trường hợp này là trường hợp nghênh ngang bá đạo rồi, cho nên tôi không nói gì. Mấy bác đệ tử của tôi gọi lại bảo, này anh kia, sao vào chùa lại không mặc áo, mặc mỗi quần đùi thế kia. Anh ấy trừng mắt lên một cái. Thế là mấy bác nhà tôi thấy thế một cái là lùi lùi. Tôi nhìn thấy như thế, tôi cười với anh, tôi bảo không sao anh ạ. Thế các bác nó không biết, anh cứ vô tư đi. Tôi bảo anh cứ vô tư đi. Thế anh đi xem có việc gì không, anh giúp hộ thầy, các bác anh treo cờ, treo quạt các thứ một cái. Thế nó không nói không rằng gì. Xong rồi được một tí, nó vẫn đi lang thang. Nhưng xong được một chút đó, các quý vị biết đấy, đến chiều lại, tôi thấy nó mặc quần dài, mặc áo vào, và nó đi treo băng rôn khẩu hiệu với các chú ở chùa. Rồi ngày hôm sau nó đi vào, ngày hôm sau bắt đầu tổ chức pháp hội, nó đi vào. Đi vào thì nó mặc quần dài với cái áo may ô. Và nó có đứng ngay cái chỗ gần ban địa tạng á, nó nhìn mọi người lễ thôi. Tay nó lúc thì nó cho sang đằng sau, lúc thì nó đứng nó chống sang bên sườn đấy, cứ đứng bên cạnh đấy. Một vài Phật tử á, quát nó bảo cái chú kia đi ra ngoài. Thế nó bảo là ở chùa mà đi đuổi người thế à? Mấy cụ ấy sợ, không dám nói gì nữa. Tôi kệ, tôi không có nói năng gì, kệ nó. Và tôi dùng cái tâm quán của mình, quán là Phật Pháp nhiệm màu á, thì khiến cho cái anh chàng này trong ngày hôm nay và đến ngày mai sẽ quy phục được Phật.
quy phục Tam Bảo. Khi mà mình dùng tâm mình quán như vậy được một chút thôi, hết khóa lễ đầu tiên, khóa lễ thứ hai, thấy anh biết chắp tay, anh chàng biết chắp tay. Và sang ngày thứ hai của pháp hội, có rất nhiều những sự màu nhiệm linh ứng xảy ra, rất nhiều người chứng kiến. Và một điều linh ứng nhất đó là gì? Anh chàng đó đã cầm cái quyển trung phong ở trên tay và đọc theo mọi người. Và đến ngày thứ ba, các quý vị biết không, thầy thấy anh ấy mặc một cái áo dài của các Phật tử, cầm quyển kinh trung phong để đọc theo mọi người từ đầu đến cuối, từ thời đệ nhất đến thời đệ tam, cho đến cúng cháo hết ra về. Đấy mới là sự nhiệm màu nhất của Phật Pháp. Cảm hóa những chúng sinh cang cường khó độ nhất mà cảm hóa được. Đó cho nên chúng ta thấy rằng lòng thành, thành kính đến cực độ thì sẽ chuyển hóa được tâm phàm của chúng sinh. Nhưng tất nhiên chúng sinh đó cũng phải có duyên, chứ không phải là không có duyên. Mình biết là họ có duyên với Tam Bảo rồi thì mình mới độ được họ. Ví dụ như hôm trước, ngày đầu tiên anh ấy mặc quần đùi cởi trần như vậy vào chùa, thầy bảo anh ấy mà anh ấy lại quạt lại thầy nữa thì chắc chắn là rất khó để độ. Nhưng anh không nói gì, anh ấy lặng lặng bỏ đi. Đến chiều lại thấy mặc quần áo dài vào, treo băng rôn khẩu hiệu với nhà chùa. Đó là gì? Đó là có duyên rồi. Đó. Ngày hôm sau anh ấy vào, anh đứng mặc áo meo, quần dài anh đứng. Anh không thèm lễ, anh đứng sát ban địa tạng để nhìn mình như thế nào, nhìn thêm mấy ông sư ông làm có đúng pháp không, hay là làm sao đó mình không hiểu. Nhưng bằng cái tâm chân thành của mình, ngày thứ hai anh bắt đầu đọc kinh, ngày thứ ba bắt đầu anh mặc áo dài để tụng kinh rồi. Và sau khi ra về, mấy thầy ở chùa đó báo lại rằng nhờ các thầy mà chú ấy biết đến chùa, giờ chịu khó vào chùa lắm. Nhà chùa có việc gì gọi một cái là chú ấy vào là giúp đỡ. Tốt lắm thầy ạ. Mà ngày xưa thì đi đâu nó cũng chửi. Cứ đi về nhìn thấy nó bảo, xin lỗi các vị, nó bảo là gì? Mấy cái con mẹ sư kia thì không ở nhà mà làm ăn, không lấy chồng hay sao, không lấy được chồng rồi trốn chúa lộn chồng hay sao phải đến chùa. Nó cứ thế thôi, làm được gì nó đâu, không làm được gì. Thế nhưng bây giờ khi hiểu rồi thì gọi cái gì vào làm cái đấy, bảo tốt lắm thầy ạ. Đó. Cho nên lợi ích của trung phong tam thời niệm không thể nào mà lường tính hết được. Chúng ta có đến tham dự pháp hội mới thấy được cái lợi ích của nó. Chúng ta khởi được rất nhiều tín tâm với Tam Bảo, với Phật Pháp nhờ tham dự pháp hội. Mà tôi tin rằng sở dĩ vì sao mà các quý vị đến đây 3-4 ngàn người đến đây ngồi nghe thầy giảng 2-3 tiếng đồng hồ không chán, chính vì sự mầu nhiệm của pháp hội Trung Phong vậy. Bình thường ra nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 trọng ân, giới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.